Chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến kênh của Lão Hoàng. Hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu cho mọi người một cách ghép cầu thang đơn giản cho những người mới vào nghề muốn hiểu thêm về cầu thang nha mọi người nha. Còn những ai mà biết nhiều rồi và làm nghề lâu năm rồi, kinh nghiệm nhiều rồi thì hãy comment để góp ý thêm cho mình, để mình và tất cả mọi người cùng nhau hiểu thêm về các cách ghép cầu thang và cách chia bậc cho nó được chuẩn và ai cũng làm được. Mọi người thấy video này hay thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nhá, để ủng hộ mình nhá. Còn ai muốn hỏi hay là mình muốn làm video về vấn đề gì thì mọi người có thể comment ở phía dưới để mình có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người lúc mình rảnh ạ. Mình cũng không lên thiên gì nữa, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách ghép và chia một cái bậc cầu thang đơn giản cho các bạn mới vào nghề có thể ghép được một cái cầu thang. Hôm nay mình hướng dẫn là cái cầu thang vuông mọi người nhé. Mình hướng dẫn cho mọi người cầu thang vuông. Mình sẽ lấy một cái sơ đồ như thế này. Đây là một cái nhà mình ước tính nó là cao 39 mọi người nhé. Còn bề rộng của nó là được 3m25. Bề rộng của nó được 3m25. Đấy. Đây là mình làm mẫu trên mô hình chứ không theo tỷ lệ gì mọi người nhé. Đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người này, để mình ghép được một cái cầu thang trước mắt là mình lấy được chiều cao và cái bề rộng của ngôi nhà. Đấy, chiều cao thì mình tính được cổ bậc mọi người nhá. Đây, mình lấy được chiều cao, ví dụ như nhà cao 39 này mọi người này. Chiều cao 39 này. Đấy. Thì mình 39 này thì chúng mình sẽ tính được cái cổ này này. Cái cổ bậc này này. Đấy. 39 mà mình sẽ chia cho lấy là 23 bậc mọi người ạ, thì nó sẽ được 16,9 bao nhiêu. Thế nên mình sẽ lấy tròn là 17 mọi người nhá. Mình sẽ lấy nó là 17, cổ là 17. Đấy, còn cái bề rộng, còn cái bề về bề rộng này. Bề rộng của trượt và bề rộng của bên này, cái tường để mình có thể căn theo từng ngôi nhà một. Đấy, mình có thể căn theo từng ngôi nhà một để mình chia bậc cho nó hợp lý. Nếu mà ai mới vào nghề mà tính được chiều cao và căn được cái chiều rộng của ngôi nhà này thì người đó sẽ ghép được cầu thang. Đấy. Và đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người giai đoạn ghép cột pha. Mình sẽ tính được cái bề rộng này là 3m2, mình lấy chiếu ỉ ở đây là 1m thì nó sẽ còn là 2m25 mọi người nhá. Đây, chỗ này còn 2m25, mình sẽ chia ra cho 9 bậc. Thì mỗi bậc, mặt bậc của nó, cái mặt bậc là cái này mọi người nhá. Mặt bậc của nó sẽ được 25 phân. Thì mình sẽ tính đến giai đoạn cổ bậc. Ở đây có 9 cái cổ bậc và cộng thêm cái chiếu ỉ này là 10 bậc. Mình sẽ lấy 10 bậc này, mình nhân với cái cổ 17 này. Đấy, là được 1m70 nha mọi người nhé. 1m70 mình sẽ phải trừ đi 10 phân bê tông. Đây, đây chính là 10 phân bê tông. Đấy, đây chính là 10 phân bê tông này mọi người này. Đấy, mình trừ đi 10 phân bê tông. Đấy. Và mình bắt đầu lấy đi vô, mình đánh các mốc điểm cho mình ghép vào cái ván này, chú các bạn này. Đấy, là 1m60. Mai kia mình đổ bê tông vào rồi, một lớp bê tông này 10 phân nữa thì là được 1m70, là bằng cái số đo 10 bậc mà mình vừa cộng với cái cổ 17 xong. Đấy. Còn mình không cần phải
quan tâm nhiều đến cái phần là mọi người có trừ nền hay là trừ cái gì không. Bạn trừ lấy cho mình từ cái cốt không không này, cái cốt này, cốt không không này. Đấy, mọi người lấy cho mình từ cái cốt không không này. Đấy, mình đo thẳng lên cái điểm mình cần nói là mình bắt đầu mình ghép cái trượt đầu tiên. Khi mình lấy được một điểm ghép chiếu đầu tiên này, mình sẽ dẫm một sợi dây lên đây và mình ghép cái trượt này, trượt số 1, trượt đầu tiên, trượt số 1, trượt đầu tiên mọi người nhé. Đấy, trượt số 1. Và đoạn này nhiều nhà thì họ có cái dầm ở đây, nhiều vị trí dầm khác nhau mọi người nhé. Có thể mình ghép vào giữa dầm, ghép vào mép dầm giữa này. Đấy, có nhiều nhà là họ không có cái dầm này thì mình sẽ cho đó, mình sẽ phải đào và làm một cái hố tự nhiên cho mọi người nhé. Còn khi nào mọi người đây như mình lấy từ cái điểm này là được 3m25 thì mình phải giật lại 10 phân đây, như như cái điểm này của mình này. Đó. Đây mình sẽ vẽ cho mọi người xem này. Đây cái điểm này nhá là cái điểm mặt bằng của nó rồi nha mọi người nhá. Mai kia mình đổ bê tông các thứ là nó bằng thế này nha mọi người nhá. Thì lúc ghép mình phải giật lại xuống tới cái điểm này là 10 phân, sau đó mình mới căng dây từ đây và ván mình ghép lên tới trên này. Sau mình chỉ thế mình đóng ván rồi cốt pha các thứ lên tới điểm mình đánh thăng bằng ở trên này là 1m60. Thế là xong là một cái chiếu đầu tiên đấy. Thế thôi. Còn chỗ đoạn này này, chỗ này mình quên mất là chỗ đoạn này thường thường là hay có cái gọi là cổ, cổ ấy, mình quên vẽ cái cổ ở đây này. Đấy, mình chưa lấy đại ở đây, từ cái bậc số 9 này giật lên đây là 10 này. Đấy, giật lên đây là 10 này. Đấy. Thì mình sẽ phải lấy cái cổ bậc này là 14 phân mọi người nhỉ. Đấy, lấy cái cổ bậc này 14 phân. Đấy, mình đóng cái vết thăng bằng của mình là tận trên này nha mọi người nhé. Đây. Đấy, mình đóng cái ván lên lên chỗ này chứ, điểm này này. Xong mình đổ bê tông lên là 10 phân bê tông trên này. Đấy. Mình xóa để cho mọi người dễ hiểu hơn. Tại đâu mình quên mất này. Đấy. Đây chính là 10 phân bê tông của mọi người đây. Đấy. Xong lên bậc số 10 mình hạ xuống 14 phân này. Đấy. Mình sẽ căng dây và mình đặt vào đây. Chứ thế mình sẽ lên chiếu tiếp theo mọi người nhé. Đấy. Lên cái bậc số 10 vừa nãy đây. Đấy, lên số bậc số 10 đây. Sau lúc mình lại cộng thêm lần lượt từng bậc một nữa, 10 này, 11 này, 12, 13. Đây là mình làm mô hình ví dụ mọi người nhé. Còn thực tế cách bậc chia này là mình phải theo chia theo từng cái bề rộng của từng ngôi nhà một nhé. Đây là mình chỉ đang thì làm ví dụ cho mọi người hiểu thôi. Đây mình cộng thêm thành 1, 2, 3, 4, 4 bậc nữa thành 14 bậc mọi người nhé. Bắt đầu mình lại lấy 14 bậc mình nhân với cái cổ 17 này thì nó được 2m38. Mình lấy 2m38 mình lại trừ đi 10 phân tiếp. Đấy. Mình lại phải trừ đi 10 phân nữa. À, mình phải trừ đi 10 phân này nữa. À, mọi người ạ, mình phải trừ đi 10 phân này nữa thì mình mới được cái bậc số 14 này. À, cái chiếu nghỉ thứ hai này. Đấy, sau lúc mình lại đóng cái chiếu nghỉ thứ hai là 2m28. Xong bắt đầu mình đóng được cái chiếu nghỉ thứ hai rồi và chiếu nghỉ thứ nhất ở đây. Đây là chiếu nghỉ số 1. Đây là số 2. À, mình đào xong thì số 1, số 2 thì mình sẽ lấy ván mình dõng lên lại đóng lên từ chiếu 1 nối lên cái chiếu thứ hai này. Cái còn đoạn này nó có nhiều cách nữa nhá, bề rộng từng nhà, có nhà mình có thể làm 3 4 bậc đi lên như này, có nhà mình cần làm một bậc, có nhà mình không cần làm bậc nào.
Đấy, tùy vào, có thể chỗ này mình làm hai bậc chéo, chỗ này mình cũng làm hai bậc chéo được mọi người nhé. Rất là nhiều cách làm, tùy vào không gian và tùy vào số đo bậc của từng nhà nữa. Nhiều nhà họ thích 21 bậc, nhiều nhà họ thích 23 bậc, nhiều họ theo phong thủy mọi người ạ. Còn nhiều người thì đơn giản theo ý thợ ấy, thì chứ làm hợp lý, thợ thì thường thường là làm hợp lý là được. Đấy, mình ghép được cái chấu nghỉ thứ hai rồi thì mình gióng vá lên chấu nghỉ thứ hai và mình đóng đúng như nguyên bản như thế, mình đóng nối từ chấu nghỉ số 1 lên số 2 sau lúc cái chấu nghỉ thứ hai này này mình đã đóng hoàn thiện rồi, mình sẽ phải gióng lên cái chiếu nghỉ thứ ba chính là mặt sàn của trần đấy. Đó, đây mặt sàn, đây mình sẽ móc lên mặt sàn này. Đấy, mình gióng lên nhá, từ chiếu nghỉ thứ hai này, đây là còn nhiều bậc nha mọi người nhá, chiếu nghỉ thứ hai đây là còn rất nhiều bậc này. Đấy, còn nhiều bậc về sau nữa nhá. Đấy, gióng lên cái sàn này, lên sàn đây, một đóng được vào chỗ cái dầm này này mọi người này. Cái dầm này là nó còn phải theo hệ thống dầm của chủ nhà bố trí mọi người nhá. Đây là mình đang lấy là cái dầm 200, nhiều nhà là 300, 400, mình đang lấy ví dụ là cái dầm 200. Đấy, dầm 200 thì mình phải đóng thế nào? Đây là cái đáy dầm, đây là cái đáy dầm mọi người nhá. Thì mình bạn các bạn phải ghép cốt pha từ cái đáy dầm này lên đây cho mình là phạm vi của nó là 5 phân. 5 phân là một thân vải của các bạn, một cái bọ đấy, và một lượt chiếu, một cái ván chiếu từ chiếu nghỉ số 2 lên cái dậy đáy dầm này. Vì sao mình lại nói thế? Vì đây là cái dầm 200. Cái sàn này của mình lúc hoàn thiện đổ vào nó thành là sàn này 12 phân nữa thì gọi là thành dầm cộng vào nữa cả sàn cả dầm là thành 32 phân. Đấy, xấp xỉ nó là như thế, gọi là 32 phân. Thì mình chỗ này mình đã tính ra được 5 phân, thêm 10 phân bê tông này nữa. Đấy, lúc mình đổ cái này lên là thành 10 phân bê tông là thành 12 phân. Thì nó sẽ còn dư lại là bao nhiêu? Đấy, 15 phân rồi thì nó sẽ còn lại là 17 phân. Nó sẽ bằng cái ổ số 17 của chúng ta còn lại. Đấy, cái ổ từ cái bậc cuối cùng này lên bậc 23 trên này là 17 phân là còn đúng bằng cái ổ bậc của chúng ta, cuối cùng của chúng ta. Đấy, nhiều người quên chỗ này đi là đóng cao lên một nửa, hoặc có người là đóng rưỡi. Cái này là sai hoàn toàn mọi người nhá. Bạn chứ đóng đúng như mình thì 99% các bạn cổ cuối cùng chúng ta ở chỗ đây rất là đẹp, có thể là chỉ có 15 phân cũng được, là vẫn vẫn còn mai kia nền như chúng ta cũng có thể là tôn hoặc các thứ nó vẫn có thể dễ dàng hơn. Đấy, các bạn thì hình chỗ này ít đi thiếu đi còn hơn là nó nhiều quá. Nên mà lên chỗ đoạn này là 20 phân thì các bạn sẽ mất luôn một cái cổ bằng cổ này. Đấy, nên mình sẽ phải lấy chỗ này là đúng 17 phân thôi mọi người nhá. Đấy, còn mọi người lo về cái vấn đề là phải trừ cái mặt bậc với cái sàn này, mai kia lát các thứ hay không thì mình sẽ quay lại đoạn này cho mọi người xem là như thế nào. Đây, mình sẽ cho mọi người đây. Thì cái lúc mình tính cái nền từ góc 00 này, mình lát nền lên này. Đây là mình lát nền lên đây này. Đấy, thì lớp vừa cán của mình và lớp đá của mình chỉ tính ra trung bình là 5 phân. Thì 5 phân nền này, đấy, xong mình lại ốp lên trên cái mặt của cái bậc này cũng là một lớp vữa và một lớp gạch, lớp đá của cầu thang nữa, cũng là 5 phân nữa. Thế mình cứ đuổi dần đuổi dần đuổi dần đuổi dần đuổi dần. Đấy, mọi người không cần phải lo phải trừ về cái vấn đề là trừ có phải đoạn này có phải trừ thêm 5 phân nền nữa không, không phải trừ mọi người nhé. Chứ từ không không lên đây cho mình đo chuẩn là chỉ có trừ 10 phân bê tông thôi, không phải trừ một cái gì nữa. Đấy. Đấy, mình sẽ cho các bạn như vậy, như vậy. Hoặc là mình có thể mình có một cách khác là đo không cần phải đo từ dưới dưới cái không không lên cái chỗ gì này mà các bạn có